Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức bài 57 so sánh phân số tiết 1. Để theo dõi toàn bộ video về môn toán lớp 4 sách kết nối của kênh Thành Đô Vlog, các em có thể tìm kiếm với từ khóa toán 4 kết nối Thành Đô Vlog. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán lớp 4, các em có thể tham gia nhóm Zalo gia hoàn toàn miễn phí bằng cách là các em mở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là các em tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi tham gia. Để tiếp thêm động lực cho kênh Thành đô Vlog, quý vị phụ huynh có thể ủng hộ kênh theo số tài khoản được đặt ở phần mô tả của video. Kênh Thành đô Vlog xin chân thành cảm ơn quý vị phụ huynh rất nhiều. Bài 58 so sánh phân số. Trước hết là kem vào phần khám phá. So sánh hai phân số có cùng mẫu số. Có hai hình tròn như nhau. Mai tô màu 5 phần 8 hình tròn. Việt tô màu 3 phần 8 hình tròn. Bạn nào tô màu nhiều phần hơn? Rồi kem hình dung hình tròn chia thành 8 phần bằng nhau mai tô màu 5 phần như vậy là mai đã tô màu 5 phần 8 hình tròn hình tròn chia thành 8 phần bằng nhau Việt tô màu 3 phần như vậy Việt tô màu 3 phần 8 hình tròn ta nhận thấy 5 phần nhiều hơn 3 phần như vậy 5 phần 8 lớn hơn 3 phần 8. Qua đây chúng ta có nhận xét. Hai phân số 5 phần 8 và 3 phần 8 có cùng mẫu số là 8. Hai phân số có cùng mẫu số. Ta thấy tử số 5 lớn hơn 3. Vậy 5 phần 8 lớn hơn 3 phần 8. Chúng ta cũng có thể viết là 3 phần 8 bé hơn 5 phần 8. Chỗ này em đọc là 5 phần 8 lớn hơn 3 phần 8. Chỗ này em đọc là 3 phần 8 bé hơn 5 phần 8. Nhận xét trong hai phân số có cùng mẫu số. Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Nếu hai tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Như vậy là khi so sánh hai phân số có cùng mẫu số, Em chỉ việc so sánh hai tử số với nhau thôi. Để cụ thể hơn em vào phần hoạt động một. So sánh hai phân số theo mẫu. Chúng ta có mẫu như sau. Có hai hình tròn như nhau. Hình tròn thứ nhất tô màu 3/6 hình tròn. Hình tròn thứ hai tô màu 5/6 hình tròn. Hai phân số này có cùng mẫu số. Tử số 3 bé hơn 5. Tử số bé hơn thì phân số bé hơn. Vậy 3/6 bé hơn 5/6. Theo mẫu kem làm câu e. Có hai hình như nhau. Hình thứ nhất tô màu à tô màu 5/7 hình. Hình thứ hai tô màu 4/7 hình. 5 lớn hơn 4. Vậy 5 phần 7 lớn hơn 4 phần 7. Câu B. Có hai hình như nhau. Hình thứ nhất, tô màu 5 phần 8 hình. Hình thứ hai tô màu 7 phần 8 hình. Tử số 5 bé hơn 7. Vậy 5 phần 8 bé hơn 7 phần 8. Câu C có hai ngôi sao như nhau. Ngôi sao thứ nhất tô màu 4 phần 5 ngôi sao. Ngôi sao thứ hai tô màu 4 phần 5 ngôi sao. Hai phân số cùng mẫu số, ta thấy tử số bằng nhau. Vậy hai phân số bằng nhau. Bài tập số 2, kem điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng. Chúng ta có nhận xét 3 phần 7 so sánh với 7 phần 7. Hai phân số cùng mẫu số, tử số bé hơn thì phân số bé hơn. 3 bé hơn 7 cho nên 3 phần 7 bé hơn. 7 phần 7 tức là 7 chia 7 bằng 1 3/7 bé hơn 7/7. 7, tức là 3/7 bé hơn 1. 8/5 so sánh với 5/5. Phần 5/5 phần chính là 5 chia 5. Tử số là 8 lớn hơn 5. Vậy 8/5 lớn hơn 5/5. Phần 5/5 phần chính là 5 chia 5 bằng 1 cho nên 8 phần 5 lớn hơn 5 phần 5 chính là lớn hơn 1. 4 chia 4 bằng 1. 4 chia 4 chính là 4 phần 4. 4 phần 4 bằng 1. Đến đây chúng ta có nhận xét tử số bé hơn mẫu số, phân số bé hơn 1. Tử số lớn hơn mẫu số phân số lớn hơn 1 tử số bằng mẫu số phân số bằng 1 rồi kem ghi nhớ ba ý này nha ba ý này rất cơ bản nhưng rất quan trọng chúng ta sẽ vận dụng nó rất nhiều trong quá trình làm toán cụ thể kem làm bài tập câu e tử số bé hơn mẫu số. 12 bé hơn 15. Tử số bé hơn mẫu số. Phân số bé hơn 1. Tử số lớn hơn mẫu số. Phân số lớn hơn 1. Tử số bằng mẫu số. Phân số bằng 1. Tử số bé hơn mẫu số. Phân số bé hơn 1. Bài tập số 3, các em sắp xếp các phân số a theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là theo thứ tự tăng dần. B theo thứ tự từ lớn đến bé, tức là các em viết theo thứ tự ngược lại câu a. Rồi. Bốn phân số này có cùng mẫu số. Như vậy các em chỉ việc so sánh các tử số với nhau. Chúng ta có nhận xét bốn phân số này có cùng mẫu số là 19. Như vậy chúng ta chỉ việc so sánh các tử số với nhau. Ta thấy 5 bé hơn 7, 7 bé hơn 15, 15 bé hơn 17. Vậy 5 phần 19 bé hơn 7 phần 19. 7 phần 19 bé hơn 15 phần 19. 15 phần 19 bé hơn 17 phần 19. Vậy các phân số trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 5 phần 19. 7 phần 19 15 phần 19 17 phần 19 Các phân số trên được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là Kem sắp xếp ngược lại 17 phần 19 15 phần 19 7 phần 19 5 phần 19 rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.